Giận hơn người phụ nữ nuốt gần 13 triệu đồng vào bụng. Chị HTH, 32 tuổi, chú tệ xã Iamrod, huyện Cưm Nga, tỉnh Đắk Lắc, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, có bị kích động mức độ vừa. Người nhà kể lại do mâu thuẫn gia đình, bệnh nhân H đã vò tổng số tiền 12,5 triệu đồng, tiền polymer loại 500.000 đồng nuốt hết vào bụng. Ngay sau khi tiếp nhận, khoa nội soi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã khẩn trương làm thủ thuật nội soi, gấp ra 6,5 triệu đồng. Lãnh đạo bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, quá trình làm thủ tục nội soi gấp tiền từ bụng bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa bệnh nhân bị kích thích nên sau đó các y bác sĩ đã chuyển bệnh nhân H vào phòng mổ gây mê gấp tiếp 6 triệu đồng còn lại. Cũng theo thông tin từ bệnh viện, sau khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên trong lúc làm thủ thuật cũng có những nguy cơ chảy máu do tiền polymer còn mới và rất sắc, không thấm nước nên dễ tổn thương thực quản. Lãnh đạo bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, nếu không kịp thời lấy tiền ra có thể xảy ra các biến chứng như tắc ruột hoặc tổn thương thành ruột. Theo các thầy thuốc, khi nuốt dị vật, người bệnh có thể có các biểu hiện như khó nuốt, nuốt đau vướng không ăn uống được, có cảm giác vướng ở cổ ngực, đau sau xương ức có thể lan ra sau lưng hay lên vai. Các biểu hiện nói trên khác nhau tùy theo hình dạng kích thước dị vật, độ tuổi bệnh nhân, thời gian nuốt dị vật, vị trí dị vật bị vướng lại. Sau một thời gian người bệnh có thể bị sốt cao, chảy nước bọt hơi thở hôi, khó thở, ho khạc ra máu, ho đà mù, viêm tấy vùng cổ và nôn ra máu. Trường hợp bệnh nhân đã đến khám muộn 1 đến 2 ngày sau khi nuốt dị vật có thể xảy ra các biến chứng như loét thực quản, xuất huyết tiêu hóa. Nghiêm trọng hơn, những biến chứng nói trên có nguy cơ dẫn tới viêm thực quản lan tỏa, viêm quanh thực quản cổ, áp xe vùng cổ, thủng thực quản, viêm trung thất, áp xe trung thất, viêm mù màng phổi, sốc nhiễm trùng nhiễm độc dị vật đâm thủng mạch máu lớn trong lồng ngực hoặc viêm lan tỏa làm hoại tử các mạch máu lớn, dẫn đến xuất huyết nặng.